Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của Chi. Và ngày hôm nay thì Chi sẽ có một chủ đề mà Chi được thôi thúc làm. Một chủ đề rất là chung và ngẫu nhiên thôi, nhưng mà vì được thôi thúc để làm cho nên là Chi sẽ làm chủ đề này. Vũ trụ ngay tại thời điểm này có lời nhắn gì đến với các bạn ngay tại thời điểm này? Trong vài khoảng thời gian vài ngày vừa qua thì Chi khá là bận, nhưng mà đến hôm nay thì chị có lướt qua các cái request tin nhắn cũng như là email và chị cảm nhận năng lượng thì cảm nhận thấy rằng là mọi người đang ở trong một cái khoảng thời điểm mà tất cả cùng trải qua một cái up level về cái quá trình thức tỉnh cũng như là chữa lành của mình trước khi thực sự bước vào một cái năm mới, năm 2021. Cho nên là chị sẽ làm cái chủ đề này, vũ trụ cũng như là trong vũ trụ thì sẽ có rất là nhiều những cái team khác nhau, rất là nhiều những cái kể cả là đội bảo hộ tâm linh hay là higher self của bạn hay là future self của bạn, bất kỳ một ai, bất kỳ một năng lượng nào muốn có lời nhắn với bạn, hay là chính bạn, chính linh hồn của bạn hay là chính cái bản thể higher self của bạn muốn nhắn tới bạn, thì ngày hôm nay Chi sẽ có chủ đề đó. Hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có ba tụ bài như mọi khi. Tụ bài 1 là Red Jasper. Tụ bài thứ 2 là Thạch Anh Vàng, Citrine. Thứ 3 là Thạch Anh Hồng, Rose Quartz. Ok, chúng ta sẽ có 3 tụ, các bạn có thể dừng lại video như mọi khi để chọn tụ bài. Ok, bây giờ Chi sẽ đi vào với tụ bài đầu tiên, Red Jasper. Chúng ta sẽ xem các bạn đang có lời nhắn gì ngay tại thời điểm này. Vũ trụ muốn nhắn nhủ tới bạn điều gì ngay tại thời điểm này? Vũ trụ muốn nhắn nhủ tới bạn ngay điều gì ngay tại thời điểm này? Tụ muốn nhắn nhủ tới các bạn tụ một điều gì ngay tại thời điểm này? Hôm nay thì Chi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên. Bình thường thì Chi sẽ trước khi mà quay video thì Chi sẽ lựa chọn trước những cái bộ bài mà Chi cảm thấy Chi muốn dùng. Nhưng mà ngày hôm nay thì với mỗi một tụ Chi sẽ cố gắng xem là mình được thôi thúc để lựa chọn bộ bài nào. Moon ơi, đi ra chỗ khác ngay, nhanh lên. Vũ trụ muốn gửi tới bạn lời nhắn gì ngay tại thời điểm này? Vũ trụ muốn gửi tới bạn lời nhắn gì ngay tại thời điểm này?
Quá là nghịch luôn. Vũ trụ muốn gửi tới bạn. Ok. Vũ trụ muốn gửi tới bạn lời nhắn gì ngay tại thời điểm này? Có thể là, chị không biết nữa, nhưng mà chị nghe thấy chữ S thì có thể là các bạn đang gặp một cái tình huống nào đó cần phải xử lý với một người nào đó có chữ cái S ở trong tên của họ, hoặc là bạn có chữ cái S ở trong tên của bạn, thì đó là một sự khẳng định bạn đã chọn đúng tụ, hoặc là không thì các bạn không cần lên, không cần quan tâm. Nếu như cái thông điệp nó có sự liên quan tới câu chuyện của bạn thì bạn có thể nhận nó ha. Ok, chúng ta có 7 xu. Các bạn có justice. Wow, các bạn có 9 kiếm. Các bạn có 3 ly. Các bạn có Wheel of Fortune. Các bạn có hai Priestess. Các bạn đang trải qua một cái khoảng thời gian như chị nói ngay từ lúc đầu á, khi mà các bạn đang trước khi mà cho các bạn chọn tụ á, thì các bạn đang trải qua một cái quá trình mà up cái level của mình lên. Và cái quá trình này là một cái quá trình khá là mệt mỏi trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Đây là một cái hình ảnh của cái việc là có thể là các bạn gặp khá là nhiều những cái ác mộng, hoặc là các bạn gặp khá là nhiều những cái nguồn năng lượng xấu, những cái nguồn năng lượng tiêu cực ở trong cuộc sống của mình trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Mặc dù là các bạn cố gắng, cái này là 8 xu. Mặc dù là các bạn đã cố gắng manifesting, các bạn cố gắng là giữ cho mình một cái nguồn năng lượng tích cực nhất. Các bạn khi vào ở trong cái tụ này thì chị biết rằng là các bạn biết các bạn đang trải qua. Cái trực giác của các bạn mách bảo rằng là cái lần cái sự mệt mỏi này lại là một cái sự mệt mỏi ở trong cái quá trình thức tỉnh của mình một lần nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì có những cái lúc mà mọi thứ gần như là nó mệt mỏi quá, và các bạn nghĩ rằng là các bạn lại lộn lại một cái vòng lặp của cái việc là liệu mình có xứng đáng để nhận tất cả những cái sự tốt đẹp hay không. Tại sao mà mình đã cố gắng thu hút những cái nguồn năng lượng tích cực, mình đã cố gắng làm những cái điều tích cực, mình đã cố gắng hoàn thành tất cả những cái sứ mệnh nhiệm vụ của mình trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Cố gắng làm việc với bản thân rất là nhiều, đã rất là chăm chỉ với bản thân mình để chăm sóc lại cho bản thân mình, cũng như là chăm sóc cho cái tâm trí, cho cái trực giác của mình, cho cái con đường phát triển của mình, mà tại sao mọi thứ nó vẫn khó khăn đối với mình. Nhưng mà phải nói là khi mà cái lá chín kiếm này nó hiện lên á, có nghĩa là cái chu kỳ này nó sắp kết thúc. Thì đã có rất nhiều những cái bài chia sẻ về cái việc là cái hành trình của chúng ta nó sẽ không phải là một cái hành trình thẳng, không phải là một cái hành trình zig zag, không phải là một cái hành trình lên xuống, mà nó là một cái hành trình mà spiral, có nghĩa là xoắn ốc. Nó sẽ liên tục lặp lại một số những cái vòng lặp, một số những cái nó trồi lên một số những cái tổn thương cũ, hoặc là những cái vòng lặp cũ, những cái tình huống mới nhưng mà nó tương tự như những cái vòng lặp cũ. Để làm gì? Để các bạn tiếp tục đào sâu hơn, chữa lành sâu hơn vào cái sự bóc tách đó, vào những cái vòng lặp cũ đó. Các bạn tìm thêm những cái ý nghĩa, những cái sự thật sâu hơn về cái vòng lặp cũ đó để mà có thể chữa lành triệt để cho bản thân mình ở trong cái hành trình chữa lành và thức tỉnh của mình á. Và cái khoảng thời gian sắp tới, khi mà nó đang ở cái chặng đường mà các bạn đang ở cái khoảng thời điểm mà Dark Night of the Soul á, có nghĩa là các bạn liên tục có những cái câu hỏi về cuộc đời mình, liên tục có những cái nghi ngờ về cái con đường của mình á, thì mọi thứ, cái chu kỳ này, hãy nhớ là tất cả mọi thứ nó chỉ là tạm thời thôi, và cái mỗi một cái giai đoạn của cái chu kỳ nó cũng chỉ là tạm thời thôi, như kiểu là những cái chu kỳ trăng á, nó chỉ là tạm thời thôi. Cho nên kể cả là hạnh phúc vui hay là thành công vinh quang, nó cũng chỉ là tạm thời, hay là kể cả thất vọng tuyệt vọng buồn, nó cũng chỉ là tạm thời thôi. Vì thế mà cái chu kỳ nó sắp kết thúc. Tất cả mọi thứ nó đang được unfold, nó đang được trải ra vì cái lợi ích của bạn, và vì tất cả những cái gì mà bạn đã cố gắng trong cái khoảng thời gian vừa qua. Cái bánh xe vận mệnh của bạn nó sắp được quay vòng một cái chu kỳ mới, và mọi thứ nó đang mở ra một cách rất là công bằng với bạn. Có thể là bạn thuộc cung Thiên Bình, hoặc có thể là bạn thuộc cung Market,
Kim Ngưu, Market Kim Ngưu, Thiên Bình hoặc là Bảo Bình hoặc là Song Ngư. Đó là một số cung mà chị nhìn thấy ở trong những cái lá bài này. Và sắp tới thì bạn sẽ có một cái tin mừng, bạn sẽ có ít nhất là ba cái tin vui đến với bạn trong cái khoảng thời gian sắp tới. Nó sẽ làm xoay chuyển lại, nó sẽ là những cái tin vui, nó sẽ là những cái sự may mắn không ngẫu nhiên, có nghĩa là nó là những cái phần quà xứng đáng đến với bạn trong cái khoảng thời gian sắp tới. Nó là những cái sự công bằng đến với bạn trong cái khoảng thời gian sắp tới cho suốt cái quá trình mà bạn chăm chỉ làm việc với bản thân mình, chăm chỉ trên cái hành trình của mình, chăm chỉ tập luyện, chăm chỉ giữ vững cái thái độ tích cực ở trong cái cuộc sống này, chăm chỉ đứng vững ở trên cái đôi chân của mình trong suốt cái hành trình phát triển của mình. Và cái bánh xe vận mệnh này nó đang quay một cách rất là đều, không bao giờ nó dừng lại cả. Nó không dừng lại ở cái phần tích cực, hay nó cũng không dừng lại ở cái phần tiêu cực, nó không dừng lại ở đỉnh cao hay là ở dưới đáy, mà nó sẽ liên tục quay. Cho nên hãy nhớ lấy cái điều đó, tất cả mọi thứ nó chỉ là tạm thời và nó sẽ liên tục quay vòng như vậy. Và bạn sẽ có ít nhất là ba cái tin vui trong cái khoảng thời gian sắp tới, từ 1 tới 3 tháng tới. Từ giờ cho đến khoảng thời gian tháng 4, tháng 5, bạn sẽ có liên tục ba cái tin vui lớn. Chị nhìn thấy ở đây có thể là những cái tin vui về mối quan hệ bạn bè, hoặc là những cái tin vui về công việc sự nghiệp, những cái tin vui về chi thì chị không nhìn thấy tin vui những cái mà thiên về tình cảm đôi lứa ở đây, nhưng mà chị có nhìn thấy là có thể là các cái mối quan hệ mới, có được những cái mối quan hệ mới hoặc là có những cái tin vui ở trong cái công việc sự nghiệp của mình. Tiếp theo là các bạn có The Miracle of Nature, Spiritual Gift, Synchronicity và Transformation. Với tất cả những cái lá này thì chị nhìn thấy rất là rõ ràng cái hành trình và cái khoảng thời điểm mà các bạn đang thức tỉnh ở thời điểm hiện tại. Các bạn đang liên tục gặp những cái chồi, những cái vòng lặp cũ nó chồi lại lên để các bạn xử lý nó, để các bạn có thể thay đổi cái thái độ cũng như là cái năng lượng của mình đối với cái vòng lặp cũ này, nó đã từng xảy ra rất là nhiều lần rồi. Hay thứ hai nữa là có thể ở trong tụ này các bạn đi theo cái con đường tâm linh, có thể là các bạn là những reader hoặc là các bạn đi theo những cái mà về năng lượng chữa lành, hoặc là các bạn là một cái người mà có trực giác rất là mạnh. Thì trong cái khoảng thời gian vừa qua có thể là các bạn nhìn thấy rất là nhiều những cái sự trùng lặp ngẫu nhiên xảy ra, synchronicity, có thể là nhìn thấy rất là nhiều những cái con số lặp lại, những cái con số mirror number, những cái angel number, hay là những cái câu nói ở trong những cái bài hát, hoặc là nghe được ở trên YouTube đâu đó, hoặc là nghe được từ một cái cuộc nói chuyện nào đó random ở ngoài đường, hoặc là gặp đèn xanh đèn đỏ, hoặc là những cái yếu tố về động vật. Nói chung là những cái sự ngẫu nhiên mà nó cứ kéo về cái trực giác của bạn, và nó cứ kéo cái sự chú ý của bạn tập trung vào những cái sự ngẫu nhiên đó, thì đó là cái dấu hiệu đến từ vũ trụ rằng là bạn đang trải qua một cái quá trình thay đổi rất là lớn. Tất cả những cái đó, tất cả những cái sự trùng lặp ngẫu nhiên đó nó xảy ra trước mắt các bạn, nó chỉ tập trung chỉ về một cái điều là bạn đang nâng cái level của mình lên một cái tầm cao mới. Bạn đang transformation, bạn đang ở trong một cái giai đoạn mà chuyển giao mới, lột xác mới. Chúng ta một khi mà chúng ta đang bước vào cái hành trình chữa lành á, thì các bạn cứ cảm tưởng như là cái củ hành á, nó sẽ bóc tách dần, bóc tách dần, bóc tách dần, chứ nó không phải là lột một phát là các bạn hết luôn, mà nó sẽ bóc tách dần, bóc tách dần. Vì thế mà chúng ta mới phải đi qua rất là nhiều những cái vòng lặp khác nhau như cái vỏ xoắn ốc á. Thì các bạn đang ở trong cái giai đoạn mà lột xác một lần nữa. Và với những bạn mà đang đi theo cái con đường tâm linh, hoặc là cái trực giác của các bạn đang được nâng cao, các bạn là một cái người rất là trực giác á, thì sắp tới đây các bạn cũng sẽ, cái trực giác của bạn nó đang được nâng lên rất là cao, cái sự nhạy cảm của các bạn nó đang được nâng lên rất là cao. Cho nên hãy để ý tất cả những cái dấu hiệu xung quanh mình, những cái gì mà trực giác của mình nó mách bảo, thì hãy tin vào cái sự trực giác đó, bởi vì cái khả năng của các bạn đang được nâng cao lên rất là nhiều ở trong cái quá trình mà lột vỏ này. Các bạn, các bạn có new beginning, các bạn có self reflection, các bạn có beauty và gratitude, các bạn còn có protection nữa. Trong cái quá trình này, trong suốt cái quá trình này, đây là một cái quá trình thay đổi rất là lớn. Có thể là các bạn nhìn thấy rất là nhiều những cái con số 5, có thể là các bạn nhìn thấy rất là nhiều năm, hoặc là nhiều con số 0, hoặc là con số 1, hoặc là con số 9. Nó là những cái con số của cái sự kết thúc và bắt đầu và cái sự xoay chuyển lớn, thì có thể là các bạn gặp liên tục những cái con số đó. Cái tiếp theo mà chị nhìn thấy nữa là trong cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà như chị nói, các bạn phải soi chiếu lại rất nhiều những cái vòng lặp cũ, các bạn soi chiếu nó với một cái thái độ mới.
Theo như chị cảm nhận ở đây thì cái vòng lặp, những cái vòng lặp cũ nó xuất hiện ở trong cái cuộc sống của các bạn á. Ở thời điểm hiện tại, các bạn đang cố gắng xoay chuyển nó, xoay chuyển cái nguồn năng lượng của chính bản thân mình khi mà mình tiếp nhận những cái vòng lặp đó. Ở một cái tình huống mà nó tương tự như những cái tình huống tổn thương cũ, các bạn đã biết nhìn vào cái phần mà các bạn đã biết nhìn vào cái phần bliss của nó, có nghĩa là những cái phần mà các bạn biết ơn ở nó, những cái phần bài học, những cái phần mà năng lượng tích cực, những cái mà nó đem lại cho bạn, chứ không tập trung vào những cái mà nó mang lại cho bạn cái sự đau thương và tổn thương nhiều nữa. Tất nhiên là cái phần emotion của các bạn, có nghĩa là cái phần cảm xúc, nó vẫn sẽ có những cái cảm xúc được trồi lên, nó vẫn sẽ có những cái cảm xúc mà nó khiến cho các bạn tổn thương và đau đớn, nhưng cái tâm trí của các bạn, cái suy nghĩ của bạn, cái niềm tin của các bạn, cái góc nhìn của các bạn thì nó đã bước sang một cái trang mới. Các bạn đã nhìn mọi thứ với một cách biết ơn hơn rất là nhiều. Các bạn nhìn mọi thứ bằng cái vẻ đẹp của nó, bằng cái vẻ đẹp của cuộc sống này, bằng tất cả những cái gì mà các bạn được trải nghiệm, và coi nó như là một cái hành trang để mà mình bước tiếp ở trong cái hành trình của mình. Và đó là một cái điều rất là tốt. Nếu như các bạn nào đang thực hành viết viết những cái journal về những cái viết những cái điều mà mình biết ơn trong cuộc sống hàng ngày á, thì hãy tiếp tục làm cái điều đó. Còn nếu như bạn nào chưa viết thì ở đây có một cái lời khuyên rất rõ ràng cho các bạn là hãy biết viết những cái điều biết ơn ít nhất là 5 điều mỗi ngày ra những cái quyển nhật ký của mình, cái quyển nhật ký cảm xúc hay là nhật ký hành trình của mình, để có thể thay đổi cái nguồn năng lượng một cách tích cực hơn, thu hút cái nguồn năng lượng xoay chuyển một cách tích cực hơn đối với cái hành trình của mình. Các bạn có balance. Ngày hôm nay thì hầu hết là chị bốc oracle để dành lời khuyên cho các bạn. Meditation. Các bạn đang ở trong một cái quá trình healing rất là mạnh. Ở đây có Archangel Raphael, thiên thần hộ mệnh Raphael là một cái thiên thần hộ mệnh mà rule được, có nghĩa là trị vì cái nguồn năng lượng của cái sự chữa lành. Archangel Raphael, và ở đây hiện lên rất rõ trong cái năng lượng của các bạn rằng là các bạn đang ở trong cái hành trình chữa lành tất cả những cái nguồn năng lượng, những cái vòng lặp cũ, những cái tổn thương cũ đến với mọi người. Các bạn cũng có meditation rồi là third eye chakra. Trong cái khoảng thời gian này, chị nhắc lại một lần nữa, ở đây xuất hiện rất nhiều màu tím. Cái luân xa con mắt thứ ba và luân xa đỉnh đầu của các bạn đang được cân bằng một cách rất là mạnh mẽ. Chị sẽ không nói cái động từ mở, bởi vì đối với chi á, luân xa tất cả mọi người, cái hệ thống luân xa của mọi người đều giống như nhau, và nó không phải là bị đóng mà nó bị mất cân bằng hoặc là tắc nghẽn. Không, chi không có bao giờ sử dụng cái việc là mở con mắt thứ ba hay là mở luân xa, bất kỳ một luân xa nào ra, mà chỉ có là cân bằng hoặc là giải phóng tắc nghẽn thôi. Chứ tất cả mọi luân xa nó đều đã được mở sẵn và nó đều được đang hoạt động trong chính cái cơ thể, trong chính cái nguồn năng lượng của chúng ta. Và ở đây thì chị nhìn thấy có hai cái luân xa là luân xa con mắt thứ ba và luân xa đỉnh đầu, có rất nhiều màu tím ở đây, và đặc biệt là luân xa ở cổ họng nữa, đang được cân bằng và giải phóng tắc nghẽn rất là nhiều thông qua những cái chặng đường, những cái hành trình mà các bạn chữa lành cho chính những cái vòng lặp cũ, các bạn thay đổi niềm tin của những cái vòng lặp cũ. Vì thế mà nó giải phóng ra rất nhiều những cái nguồn năng lực tắc nghẽn từ ba cái luân xa này. Và rất có thể là đối với những bạn mà các bạn như chị vừa nói lúc nãy á, là cái sự nhạy cảm của các bạn đang tăng cao, đặc biệt là với những cái bạn mà làm trong cái lĩnh vực tâm linh hoặc là năng lượng á, thì có thể là cái khoảng thời gian này các bạn khá là nặng đầu và đau đầu, cũng có thể là các bạn gặp những cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Thì hãy ghi chép lại tất cả những cái giấc mơ đó, và có thể là các bạn còn bị nhức hoặc là thỉnh thoảng đang ngồi bị nhức hoặc là bị buồn cái luân xa con mắt thứ ba, đó là cái mà chị gặp rất là nhiều trong cái khoảng thời gian mà chị level up cái nguồn năng lượng của mình. Thì nếu như các bạn gặp những cái trường hợp như vậy thì hãy đừng lo lắng, tất cả mọi thứ đang được chữa lành và đang được giải phóng cái nguồn năng lượng. Vì thế mà các bạn sẽ gặp một số những cái dấu hiệu ở trong cái cơ thể vật lý của mình, và đừng quá lo lắng. Tất nhiên là nếu như các bạn gặp vấn đề về sức khỏe thì các bạn phải đi khám rồi, nhưng mà đấy là một số những cái dấu hiệu mà chị nói rằng là nếu như nó xảy ra thì các bạn không cần thiết phải quá lo lắng. Thay vào đó là hãy cân bằng lại cái nguồn năng lượng vật lý của mình, uống thật là nhiều nước, có thể là tập yoga hoặc là tập thể dục hoặc là đi bộ ở trong thiên nhiên, đặc biệt là kết nối rất nhiều với thiên nhiên ở thời điểm này. Thiên nhiên nó sẽ là đất mẹ, nó sẽ là một cái nguồn năng lượng sạc lại cái nguồn năng lượng cho các bạn trong cái khoảng thời điểm này, và giúp các bạn cảm được soothing energy, có nghĩa là được làm mềm cái nguồn năng lượng của mình ra rất là nhiều. Tiếp theo nữa là hãy thiền, hãy meditate. Thiền nó là một cái mà các bạn đừng có nghĩ quá nhiều về cái việc làm thế nào để thiền, làm thế nào để tập trung trong lúc thiền. Hãy nghĩ
là mình chỉ bắt đầu với 1-2 phút thiền mỗi ngày vào buổi sáng thôi. Thiền như thế nào? Nhìn ra ngoài kia, nhìn tổng thể tất cả, bước ra ngoài hành lang, bước ra ngoài cửa sổ, nhìn tổng thể cái bức tranh ở trước mặt mình, ngắm toàn bộ cái bức tranh ở trước mặt mình và hít thở cái nguồn không khí đó, hít vào những cái nguồn không khí trong lành. Tưởng tượng rằng mình đang hít vào những cái luồng khí trong lành màu sáng trắng và thở ra những cái đám khói, thở ra những cái sự đông đặc của nguồn năng lượng, thì đó cũng đã là thiền rồi. Còn lại những bạn nào đã đang tập thiền hoặc là đang có những cái sự nâng cao trong thiền rồi thì cái đấy chị không nói, nhưng với những bạn mà nào mà chưa bao giờ tiếp cận với thiền thì hãy nghĩ thiền như là một thứ rất là đơn giản hàng ngày thôi. Nó không khác gì với chánh niệm trong lúc mà các bạn tắm hay là rửa bát cả. Tất cả mọi thứ khi các bạn làm, các bạn tập trung vào cái nguồn năng lượng của cái động tác đó thì đó đã gọi là thiền rồi. Tiếp theo là các bạn có joy. Các bạn có daughter, daughter of air. Các bạn có excess, yeah. Hãy bổ sung rất nhiều nguồn năng lượng nước cho cơ thể của mình, uống thật là nhiều nước, đặc biệt là vào mùa lạnh này, uống thật là nhiều nước, nước ấm hay là nước bình thường hay là nước nóng tùy mọi người, nhưng mà hãy bổ sung lại cái nguồn năng lượng nước ở trong cơ thể của mình. Các bạn cũng có nine of water ở đây nữa, có nghĩa là hãy bổ sung lại cái nguồn năng lượng của nước để cho nó thanh lọc cơ thể của mình. Các bạn có doubt, các bạn có integrity và các bạn có shaman. Yeah, chị có một cái cảm giác là cái tụ này là một cái tụ mà có khá nhiều cái nguồn năng lượng của reader ở đây, hoặc là những cái bạn mà theo cái con đường tâm linh ở đây. Chị không cổ súy bất kỳ một nghề nghiệp nào ở trong những cái tụ trải bài của chị cả, nhưng mà chị có một cái cảm nhận rằng là tụ này là một cái tụ mà có cái sự trực giác rất là nhạy cảm, hoặc là các bạn có thể làm bất cứ nghề gì nhưng các bạn có một cái trực giác cực kỳ nhạy cảm. Thì cái nguồn năng lượng của cái tụ này là cái nguồn năng lượng tập trung vào những cái đối tượng mà đang có một cái sự thay đổi cực kỳ lớn về mặt trực giác ở trong các bạn. Cái chặng đường tâm linh của các bạn đang được xoay chuyển một cách rất là lớn. À, trong cái khoảng thời gian sắp tới sẽ là cái khoảng thời gian mà cả phần tâm trí lẫn phần cảm xúc của các bạn nó sẽ được làm tròn đầy lại, nó sẽ được làm trọn vẹn lại, nó sẽ được cân bằng lại rất là nhiều. Các bạn sẽ hiểu cái lý do tại vì sao nếu như bây giờ các bạn đang có rất là nhiều những cái nghi ngờ về cái hành trình của mình, rằng là à tại sao mình đã sử dụng rất là nhiều thứ như thế, chữa lành rất là nhiều như thế mà mình vẫn cảm thấy rất là tồi tệ, mình vẫn cảm thấy rất là mông lung. It's okay, đó là chuyện rất bình thường trong mỗi cái quá trình chữa lành và phát triển tâm linh của mỗi người. Hãy nhớ rằng là nó đi theo cái chiều ốc xoáy, và bạn hãy nhớ rằng là bạn không bao giờ dậm chân tại chỗ. Một khi bạn đã bước đi rồi có nghĩa là bạn liên tục xoay chuyển, cái năng lượng nó liên tục được xoay chuyển và thay đổi, không bao giờ bạn đứng yên một chỗ cả. Bạn của một vài giây trước, bạn của một vài ngày trước nó đã rất là khác rồi, cái tâm trí, cái suy nghĩ, cái niềm tin nó đã được thay đổi rất là nhiều rồi. Cho nên hãy nhớ rằng là bạn không dậm chân tại chỗ và đừng nghi ngờ rằng là mình không đủ tốt để mà thu hút. Có thể là bạn xung quanh bạn có những cái người mà cũng có những cái hành trang giống như mình, có cái hành trình giống như mình, nhưng mà mọi người thì đã thu hút được rất là nhiều điều tốt đẹp đến với cuộc sống rồi, còn mình thì vẫn, bạn vẫn nghĩ là mình vẫn dậm chân tại chỗ và bạn không dám làm cái điều gì tiếp theo cả, bạn không dám hành động bất cứ một cái điều gì tiếp theo cả bởi vì bạn nghi ngờ bản thân mình rất là nhiều. Hãy nhớ rằng là cái sự phát triển càng lớn, cái sự phát triển càng cao càng lớn thì cái rễ cắm xuống cần phải càng sâu. Cho nên nếu như cần cái rễ cắm xuống cần phải càng sâu thì có nghĩa là bạn sẽ cần phải trải qua rất là nhiều những cái hành trình lên level nữa để mà mình có thể có thêm những cái hành trang một cách chắc chắn cho bản thân mình. Vì thế đừng có lo lắng về cái hành trình của mình đi. Sắp tới, trong cái khoảng thời gian sắp tới, bạn sẽ rõ ràng và có cái câu trả lời rất rõ ràng cho cái hành trình của mình. Cái khoảng thời gian điểm hiện tại đừng nên cố gắng tìm bất kỳ một cái câu trả lời nào cả. Hãy tập trung lại cân bằng cái nguồn năng lượng của mình và tập trung vào cái sự biết ơn, tiếp tục tập trung vào cái sự biết ơn và nhớ rằng là bạn đang ở trong một cái giai đoạn lột xác một lần nữa và bạn được bảo vệ trên cái hành trình này, cho nên đừng có lo lắng gì cả. À, trong cái khoảng thời gian sắp tới thì không chỉ là về cái phần tâm trí các bạn rõ ràng hơn, cái niềm tin của các bạn rõ ràng hơn về cái hành trình này, mà cái phần cảm xúc của các bạn cũng được rất là đong đầy. Tự nhiên các bạn cảm thấy hạnh phúc, các bạn cảm thấy yêu đời, các bạn cảm thấy tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do, các bạn cảm thấy bình yên trên chính cái hành trình của mình và không cần phải là cái gì quá là lấp lánh hay là đạt được những cái gì nó quá là về mặt tâm linh thì nó phải như thế nọ, phải như thế kia thì mới là đạt được cái hành trình về tâm linh. Không phải, chỉ cần các bạn cảm thấy yên bình ở trong cái trái tim của mình, cảm thấy tràn đầy cảm xúc ở trong cái cuộc sống của mình thì đó đã là một cái sự thành công rất là lớn rồi.
Và cái tiếp theo nữa là chị nhìn thấy là cái khoảng thời gian sắp tới với cái lá spiritual gift cũng như là shaman ở đây, có thể là với một số bạn thì các bạn còn khám phá ra một cái khả năng mới trong cái con đường tâm linh của mình nữa. Có thể là liên quan đến third eye chakra hoặc là đến tai, có thể là khả năng clairaudience, có nghĩa là khả năng nghe, hoặc là cái khả năng nhìn thấu bằng con mắt thứ ba, thì cái đó là cái mà ở trong cái hành trình riêng của các bạn. Các bạn cũng có sensitivity, cái khoảng thời gian hiện tại các bạn rất là nhạy cảm, cho nên hãy tránh tất cả những cái gì độc hại, là môi trường độc hại, bất kể đó là cái những cái nguồn năng lượng từ những cái mối quan hệ độc hại, hay là từ những cái môi trường độc hại, hay thức ăn độc hại, hay bất kỳ một cái gì các bạn có cái trực giác mách bảo rằng đó là cái điều độc hại, cái năng lượng độc hại cho mình, thì hãy tránh xa khỏi nó. Cái thứ hai nữa là các bạn cũng có quiet time. Hãy cho mình cái khoảng thời gian yên tĩnh, cho mình cái khoảng thời gian mà không tiếp xúc, không cần phải tiếp xúc với quá nhiều người, không cần phải chia sẻ, hãy đào sâu vào chính bản thân mình trước cái đã. Hãy nhìn tất cả mọi thứ với một cái perspective, một cái góc nhìn mới trong bản thân mình, và hãy yên lặng làm cái điều này, hãy yên tĩnh làm cái điều này, hãy đủ cái yên tĩnh và tĩnh lặng để lắng nghe chính bản thân mình, chứ không cần thiết là phải so sánh bản thân mình với bất kỳ một cái hành trình nào của một cái người nào khác. Đây chính là một cái cơ hội vàng. Hãy chấp nhận cái cơ hội vàng này, cái cơ hội để mà các bạn level up lên một cái bước mới, lên một cái beginning mới, một cái sự bắt đầu mới hoàn toàn. Và sắp tới cũng sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội vàng đến với các bạn. Như chị đã nói là các bạn sẽ có rất là nhiều tin vui trong cái khoảng thời điểm sắp tới, từ giờ đến đến tháng 4, tháng 5. Các bạn sẽ có rất là nhiều những cái tin vui mới, và hãy cho mình cái sự sẵn sàng cũng như là cho mình cái cơ hội để mà chấp nhận tất cả những cái điều ước trở thành hiện thực này, chấp nhận tất cả những cái cơ hội này. Đừng có nghĩ rằng là mình không đủ tốt để làm một cái gì đó. Hãy sẵn sàng cho một cái hành trình mới ha. Ok, đó là tất cả những gì mà dành cho tụ một. Cảm ơn tụ một rất là nhiều, cảm ơn mọi người đã like, đã subscribe, đã comment cũng như là ủng hộ cho kênh, donate cho kênh của Chi. Chi sẽ sang tụ hai, hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Okay. Xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai sẽ là Thạch Anh Vàng Citrine. Ok. Chị sẽ xem vũ trụ đang có những cái lời nhắn ngẫu nhiên nào dành cho các bạn ngay tại thời điểm này. Thông điệp mà vũ trụ muốn gửi tới các bạn ngay tại thời điểm này. Thông điệp vũ trụ muốn gửi tới tụ hai ngay tại thời điểm này. Thông điệp vũ trụ muốn gửi tới tụ hai ngay tại thời điểm này. Thông điệp vũ trụ muốn gửi tới tụ hai ngay tại thời điểm này. Thông điệp vũ trụ muốn gửi tới tụ hai ngay tại thời điểm này. Chỉ có một cảm giác tụ này đang cần thông điệp về về tình cảm ấy, chỉ có một cái cảm giác như vậy. Không biết nữa, nhưng nếu lát nữa mà bốc lên mà thiên về chuyện tình cảm thì chị sẽ bốc thêm lá về tình cảm.
thông điệp từ vũ trụ dành cho tụi hai. Thông điệp về vũ trụ dành cho tụi hai. Từ vũ trụ dành cho tụi hai. Ok, chúng ta sẽ bốc lên. Các bạn có từ hangman? The hangman. Các bạn có 7 kiếm. Các bạn có 10 kiếm. Các bạn có the devil. Wow. Tụ này các bạn sống rất nhiều ở trong tâm trí, ở trong suy nghĩ, ở trong đầu của mình á. Các bạn có 9 of swords. Ok, các bạn có 6 of cups. Các bạn có King of Cups. Yeah, thì có cảm giác đây là một cái lời nhắn về mối quan hệ. Ok, chị sẽ lật bài tiếp. Các bạn có Ten of Fulfillment. Ten of Water Fulfillment. Các bạn có Father of Water. Two of Fire. Loss. Spiritual Warrior. Life Force. Chị sẽ sử dụng thêm một bộ tarot nữa. Chị có một cái cảm giác là tất, với tất cả những cái gì, tất nhiên là đây là lời nhắn dành cho rất là một số phần trăm trong tất cả những bạn chọn tụ 2 thôi, không phải là ai cũng sẽ liên quan cái câu chuyện của mình với 100% cái thông điệp này. Cho nên là nếu như các bạn cảm thấy thông điệp không có liên quan thì hãy mở lòng mình và skip sang một cái video khác ha. Nhưng mà ở đây á, thì chị nhìn thấy như này, có một cái người đàn ông, chị không biết là các bạn thuộc giới tính gì và cái mối quan hệ mà các bạn đang liên quan ở trong cái tình huống này là cái mối quan hệ gì. Chị không cảm giác được nó là cụ thể một cái mối quan hệ nào cả. Đây có thể là một cái mối quan hệ mà tình cảm đôi lứa, hoặc cũng có thể là một cái mối quan hệ mà về cha con, hoặc là cũng có thể là một cái mối quan hệ mà không rõ ràng đối với các bạn. Thì chị không biết là các bạn thuộc giới tính gì. Đây, cái trải bài của chị nó không bao giờ nó phân biệt bất kỳ một cái giới tính nào cả. Chị chỉ nói rằng là các bạn đang ở trong một cái tình huống với một cái người đàn ông, và cái người này đã mang lại cho bạn khá là nhiều những cái tổn thương ở cái thời điểm này. Đây là một cái mối quan hệ chi không muốn, tất nhiên là chi không đổ lỗi cho cái người đàn ông này. Chi chỉ có thể nói với các bạn là cái mối quan hệ này là cái mối quan hệ đến với các bạn để cho các bạn thức tỉnh lên một cái lần nữa. Cũng giống như cái việc mà chị nói với các bạn ngay từ đầu video là chị có một cái cảm giác là tất cả những người xem video này ở bất kỳ một cái thời điểm nào thì các bạn cũng đang trải qua một cái sự thức tỉnh mới. Cho nên cái mối quan hệ này là một cái mối quan hệ mà nó kết thúc, hoặc là nó đang có rất là nhiều những cái sự mâu thuẫn, cũng như là rất là nhiều những cái xung đột về mặt năng lượng ở đây, để cho các bạn có thể học được một cái bài học. Ở đây thì chị nhìn thấy là các bạn vừa, với một số trường hợp chị thấy là các bạn vừa mới biết được một cái sự thật nào đó về cái mối quan hệ này, hoặc là về cái người này, mà nó khiến cho các bạn cảm thấy khá là bị tổn thương. Các bạn cảm thấy khá là bị tổn thương và các bạn bị kiểm soát khá nhiều bởi cái nguồn năng lượng này trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Nó ở trong đầu các bạn rất là nhiều, các bạn rất là bế tắc, các bạn không biết là nên làm gì với cái mối quan hệ này cả. Mọi thứ nó khiến cho các bạn rất là đau đầu. Cái người này, hoặc ở một cái trường hợp tiếp theo, có thể là một cái người từ quá khứ họ quay trở lại và họ khiến bạn rất là mông lung. Họ khiến cho bạn cảm thấy là bạn không biết rằng là bạn nên làm gì với cái mối quan hệ này. Họ cứ on off, họ cứ đi ra đi vào quanh cái cuộc đời của bạn, và cái mối quan hệ này nó khiến cho bạn cảm thấy rất là mông lung. Tất nhiên, ở cái thời điểm này chị nhìn thấy bạn chính là cái nguồn năng lượng King of Cups, có nghĩa là bạn chính là cái nguồn năng lượng mà bạn đã cân bằng, đã cố gắng, đang cố gắng cân bằng lại cái nguồn cảm xúc của mình. Mặc dù đầu óc của mình suy nghĩ rất là nhiều, nhưng cái phần cảm xúc của các bạn đang cân bằng trở lại rất là tốt. Và các bạn cảm thấy, các bạn tự cảm thấy rằng là tất nhiên là các bạn đã từng coi cái sự kết thúc trong cái mối quan hệ này là một cái sự mất mát, nhưng các bạn đã rất mạnh mẽ và kiên nhẫn để bước đi khỏi cái mối quan hệ này rồi. Và bây giờ khi cái người này họ quay trở lại, khi cái người này họ đang
quay trở lại và mong muốn một cái gì đó từ bạn thì Chi không tham gia vào bất cứ một cái sự quyết định nào của các bạn cả. Và các bạn sẽ là cái người hiểu rõ nhất các bạn nên làm gì với cái mối quan hệ này. Nếu như trực giác của các bạn mách bảo rằng là các bạn hoàn toàn có đủ cái khả năng để các bạn giải quyết với cái người này, hoặc là các bạn yêu cái người này một lần nữa, cho cái người này một cái cơ hội một lần nữa, thì đó là cái quyền quyết định của bạn. Nhưng nếu như bạn cảm thấy là bạn đã mất rất nhiều thời gian để bước đi khỏi cái người này, bước đi khỏi cái mối quan hệ này, và đã mất rất nhiều thời gian để mà vượt qua khỏi cái nỗi đau về cái sự mất mát đó, vượt qua khỏi cái nỗi đau về cái sự tổn thương đó, và ở thời điểm hiện tại bạn đã tự cho mình cân bằng lại, bạn đã tự cho mình cái nguồn hạnh phúc ở trong cái cuộc sống của mình rồi, thì bạn hoàn toàn có thể, this is your will, đây là cái quyền lựa chọn của các bạn, và các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn bất kỳ cái điều nào mà mình mong muốn, một trong hai cái sự lựa chọn này, đó là tùy ở các bạn. Và hãy nhớ rằng là cho dù các bạn lựa chọn cái quyết định nào thì đó cũng là vì có một lý do nào đó. Cho nên hãy tin vào cái sự quyết định của mình. Nhưng ở đây chỉ thấy 70-80% là các bạn lựa chọn cái việc là bước đi khỏi cái mối quan hệ này. Và cái việc mà các bạn đã bước đi khỏi cái mối quan hệ này, và các bạn biết rằng là nên bước đi khỏi cái mối quan hệ này á, nó dẫn đến một cái kết quả với một số bạn ở đây là có một cái người mới, có một cái nguồn năng lượng mới đang bước vào đời của các bạn. Yeah, các bạn đã hoàn toàn kết thúc và tái sinh khỏi mối quan hệ này. Các bạn đã kết thúc cái nguồn năng lượng độc hại này để các bạn tự cho mình, tự cân bằng lại cái cảm xúc của mình. Các bạn tự cho mình, tự quay trở về với cái hành trình thức tỉnh của mình. Và các bạn nhìn mọi thứ với một cái góc nhìn tuyệt vời mới. Các bạn nhìn mọi thứ, nhìn cuộc sống này với một cái góc nhìn rất là mới trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Và các bạn không cho phép cái sự trở lại của cái người này có ảnh hưởng tiêu cực đến cái quá trình phát triển của các bạn. Cho dù là họ đang rất là muốn có một cái sự kết nối lại với bạn, thì bạn cũng không để cái điều đó xảy ra. Và bạn biết rằng là cái giá trị của bạn ở đâu. Đó là với cái nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất mà Chi cảm nhận ở trong tụ này, thì đó là các bạn lựa chọn cái việc là các bạn bước đi khỏi hẳn cái mối quan hệ đó. Và các bạn không cho phép cái mối quan hệ hay bất kỳ một cái nguồn năng lượng tiêu cực nào ảnh hưởng đến cái cuộc sống của các bạn nữa. Các bạn tôn trọng cái giá trị của mình, và các bạn không bao giờ đánh đổi bản thân mình hay giá trị của bản thân mình hay sự yêu thương bản thân mình vì bất kỳ một cái mối quan hệ, một cái nguồn năng lượng độc hại nào nữa. Yeah, các bạn đã bước đi, các bạn đã bước đi rất nặng nề khỏi cái mối quan hệ này. Chi cảm giác là với một số bạn thậm chí là mới chỉ ở lại ở cái việc crush nhau thôi, hoặc là một cái mối quan hệ mập mờ thôi, nhưng các bạn cũng đã có được rất là nhiều những cái sự tổn thương, cũng như là những cái vòng lặp lại, cũng như là những cái suy nghĩ, những cái trằn trọc ở trong chính cái nguồn năng lượng của các bạn trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Và các bạn nhận ra rằng là tại sao mình lại phải tốn thời gian cho một cái nguồn năng lượng mà nó không trân trọng cái giá trị của mình, hoặc là cho một cái nguồn năng lượng mà nó không xứng đáng với cái tình yêu thương vô điều kiện của mình. Và các bạn đã bước đi khỏi nó, các bạn đã quyết định một cái quyết định rất là đúng đắn. Và hãy nhìn xem bạn vui mừng tới cỡ nào, cái linh hồn của bạn, cái higher self của bạn vui mừng và hạnh phúc tới cỡ nào khi mà bạn có thể bước đi khỏi một cái nguồn năng lượng tiêu cực trong cái lúc mà bạn vẫn còn rất là tổn thương. Yeah, High Priestess, bạn biết đây là cái sự lựa chọn đúng đắn. Và Chi cũng thấy rằng là chính vì cái nguồn năng lượng này, chính vì cái sự kết thúc này mà cái nguồn năng lượng của vũ trụ, cái sự sắp đặt của vũ trụ đang mang lại rất là nhiều những cái công bằng và cân bằng mới trong cái cuộc đời và trong cái hành trình, cũng như là trong cái đời sống tình cảm của các bạn trong cái khoảng thời gian sắp tới. Và Chi thấy là có một cái nguồn năng lượng của một cái người mới. Chi không nhìn thấy quá rõ, nhưng Chi nhìn thấy có một cái nguồn năng lượng nào đó mới đang đến với các bạn với cái danh nghĩa là một người bạn trước đã. Với cái danh nghĩa là một cái người mà tiếp cận các bạn, tìm hiểu các bạn và là bạn của các bạn trước đã. Thì Chi có nhìn thấy cái nguồn năng lượng đó. Đối với một số bạn thôi nhá, thì cái người đó có thể là mang cung nước, song ngư cự dại bọ cạp, hoặc là ma kết. Còn cái người mà cũ á, có thể là họ mang những cái cung khí như là bảo bình, thiên bình, song tử, hoặc là cũng có thể là bọ cạp. Ok, đó là một số cung thôi. Còn nếu như nó không thuộc những cái cung đó thì có thể là bạn thuộc những cái cung đó, hoặc là các bạn không cần phải quá quan tâm về cái nguồn năng lượng đó nếu như cái trải bài này vẫn liên quan đến các bạn ha. Các bạn có Move Your Body, các bạn có Archangel Sandalphon, các bạn có Manifesting Miracle, các bạn có Study and Learning. Yeah, trong cái khoảng thời gian vừa qua hoặc là trong cái khoảng thời gian này, các bạn bước đi khỏi một cái người nào đó và các bạn quyết định là tập trung vào
phát triển bản thân mình bằng cái cách là học những cái điều mới, học những cái kỹ năng mới, hoặc là tham gia vào một số những câu lạc bộ, hoặc là những cái lớp học, hoặc là một cái hành trình nào đó mới, một cái điều gì đó mới cho các bạn. Các bạn cũng có page of Pentacle vừa nãy chị có lật lên nhưng mà chị không có để cái lá đấy ra, thì cũng có thể là các bạn đang học một cái gì đó mới, phát triển bản thân mình theo một cái hướng gì đó mới, các bạn quyết định là tập trung vào bản thân mình, cũng như có thể là các bạn tham gia những cái lớp mà về nhảy hay là về thể dục thể thao hay là bất kỳ một cái bộ môn nào đó mà nó khiến cho cái cơ thể của các bạn được dịch chuyển. Tất cả những cái điều ước của các bạn, những cái lời cầu nguyện của các bạn đang được trả lời, đang được vũ trụ trả lời. Vũ trụ chỉ muốn rằng là các bạn đã học rất là tốt cái bài học True Love, ở đây có nghĩa là tình yêu dành cho chính bản thân mình trước, rồi sau đó san sẻ cái tình yêu thương đó cho tất cả mọi người. Thì vũ trụ muốn nói rằng là bạn đã học cái bài học đó rất là tốt, bạn biết trân trọng cái giá trị của mình, chính vì thế mà những cái lời cầu nguyện của các bạn đang được đáp lại, đang được đáp trả một cách rất là trọn vẹn và đầy đủ cho các bạn. Các bạn cũng có boundary, các bạn có bodies of water và source rest. Cái lá này giống như cái lá The Magician. Có thể là trong cái khoảng thời gian vừa qua thì các bạn đã manifesting một cái điều gì đó, hoặc là các bạn đã bước đi khỏi một cái mối quan hệ nào đó rất là độc hại, và trong cái quá trình mà các bạn chữa lành thì các bạn cân bằng lại cảm xúc của mình, thì các bạn có manifesting hoặc là các bạn sử dụng luật hấp dẫn để mà thu hút một cái người nào đó mới, hoặc là thu hút một cái hình tượng mới, hoặc là thu hút một cái người soulmate của mình, hoặc là thu hút một cái mối quan hệ tình cảm mà nó xứng đáng với bạn. Thì hãy nhớ rằng là đây chính là câu trả lời từ vũ trụ. Bạn đang manifest rất là nhanh, bạn đang thu hút rất là nhanh một cái người mà nó sắp đến với các bạn trong cái khoảng thời gian sắp tới. Và chị thấy rằng là cái người này là một cái người mà họ cũng có một cái trực giác rất là cao và cái sự nhạy cảm ở trong những cái cảm xúc của họ. Cho nên họ sẽ là một cái người mà trước hết là họ ở bên cạnh bạn để mà họ chia sẻ tất cả những cái cảm xúc, tất cả những cái tổn thương cũng như là những cái niềm vui, nỗi buồn ở trong cuộc sống của bạn trong khoảng thời gian sắp tới cay đã. Rồi sau đó nó phát triển theo hướng nào thì chị hãy hẹn nhau ở những cái video lần sau, hoặc là những cái video mà trước đó chị đã làm về tình cảm rồi. Nhưng trước hết thì chị chỉ nhìn thấy cái nguồn năng lượng của một cái người bạn mới sắp tới, một cái người bạn mà có thể bạn cũng crush họ hoặc là họ cũng crush bạn, nhưng mà hai bạn sẽ tập trung vào cái việc là phát triển bản thân và ở bên cạnh nhau trong những cái khoảng thời gian mà cần một người ở bên cạnh trước. Chị sẽ bóc thêm Romance Angel, và chị có cảm giác là trước hết là rất chúc mừng tụi hai vì các bạn đã bước đi thành công khỏi những cái mối quan hệ độc hại. Mặc dù đó là mối quan hệ gì đi chăng nữa thì các bạn đã bước ra khỏi cái nguồn năng lượng độc hại, và các bạn đã kết thúc cái sự độc hại đó. Các bạn đã hiểu ra cái sự thật rằng là mình hoàn toàn xứng đáng hơn với một cái nguồn năng lượng mà tích cực hơn. Tất cả những cái bài test đó nó chỉ là những cái nguồn năng lượng đó đến với mình, nó chỉ là những cái bài test để bạn chứng tỏ với chính bản thân mình, cũng như là vũ trụ thấy rằng là bạn biết rằng là mình xứng đáng với rất là nhiều những cái thứ tuyệt vời khác. Các bạn cũng đã đặt ra cái ranh giới rất là nhiều trong cái cuộc sống của mình. Các bạn nói không với rất là nhiều những nguồn năng lượng độc hại, kể cả đó là bạn bè hay là những cái nguồn năng lượng đến từ người thân quen mà các bạn cảm thấy là nó độc hại với các bạn. Thì các bạn cũng đã trôi theo dòng chảy của sự phát triển của mình, lắng nghe cái trực giác của mình và nói không, đặt ra cái ranh giới trong cái năng lượng với rất là nhiều người. Yeah, reconciliation, có thể là cái khoảng thời gian sắp tới cái người này họ rất là muốn quay lại với bạn, nhưng mà bạn sẽ lựa chọn cái việc là nói không với cái người đó. Hoặc với một cái trường hợp nữa mà chị nhìn thấy á, là cái người bạn sắp tới mà đến với bạn á, sẽ là một cái người cũ, nhưng người này không phải là ex, mà cái người này là cái người mà bạn đã từng biết ở trong quá khứ rồi, đã từng làm bạn rồi, hoặc là đã từng crush nhau một vài khoảng thời gian rất là ngắn thôi rồi, nhưng mà không có gì xảy ra, bỗng qua một thời gian không có gì xảy ra cả. Hoặc là một cái người mà bạn đã từng rất lâu rồi, đã từng chạm mặt hoặc là đã từng biết nhau nhưng mà các bạn không có quá là nhiều tương tác với nhau, thì cái người này sẽ là cái người mà cái người bạn này sắp tới này á, sẽ là một cái người mà ở trong quá khứ đến với bạn, hoặc là cái người này có thể là đến từ cái kiếp trước của bạn, có một cái ân nợ nào đó từ kiếp trước của bạn. Thì đây cũng là một cái nguồn năng lượng rất là tuyệt vời, bởi vì chị thấy là cái người mới tới với các bạn á, cái người cũ á, thì bạn sẽ cắt họ rất là nhanh ra khỏi cuộc đời của bạn. Như cái nguồn năng lượng này, các bạn sẽ cắt họ rất là nhanh ra khỏi cuộc đời của bạn. Nhưng với cái người mới này sẽ là một cái người mà họ đến với bạn với một cái intention, với một cái ý nguyện rất là cân bằng,
một cái góc nhìn rất là cân bằng, một cái góc nhìn rất là từ tốn, một cái góc nhìn rất là không phải là từ tốn mà là đến rất là nhanh, nhưng mà với một cái góc nhìn nó rất là thông minh, thông thái và nó rất là có chiều sâu. Tiếp theo, các bạn có you deserve love, stay optimistic about your love life. Các bạn hoàn toàn xứng đáng với một cái nguồn năng lượng mới. Các bạn hoàn toàn xứng đáng với những cái điều tốt đẹp nhất và các bạn đã nhận ra cái điều này rồi. Hãy cố gắng giữ vững cái sự tích cực này, cái năng lượng và cái thái độ tích cực này trong cái. Chị biết rằng là cũng có thể là trong cái khoảng thời gian vừa qua các bạn đã đau đầu rất là nhiều trong cái vấn đề rằng là các bạn có một cái niềm tin và có một cái cảm xúc và có một cái suy nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ đến với một cái người mà thực sự xứng đáng với mình cả. Là mình sẽ luôn luôn gặp những cái người mà mình ân nợ với họ, hoặc là mình sẽ luôn luôn gặp những cái người mà giống như thế này, cứ đến rồi lại đi, đến rồi lại đi kiểu như này và để lại cho mình những cái tổn thương. Hãy dẹp bỏ cái nguồn năng lượng đó ra khỏi đầu của mình. Hãy thay đổi cái niềm tin của mình, hãy giữ vững cái nguồn năng lượng tích cực trong cái niềm tin của mình. Hãy tha thứ cho tất cả những cái mà nó đã từng xảy ra trong quá khứ, tha thứ cho chính bản thân mình vì đã trải qua tất cả những cái điều đó, cũng như là tha thứ cho những người mà đã làm tổn thương bạn. Hãy tha thứ vì cái mục đích tốt đẹp của chính mình chứ không phải là tha thứ vì bất kỳ một ai khác. Và chính cái điều này sẽ giúp bạn thu hút lại một cái nguồn năng lượng ổn định và có cái sự cam kết với bạn về lâu dài trong cái khoảng thời gian sắp tới. Chị thấy rằng là cái nguồn năng lượng, cái người mà đang đến với bạn, cái người mới này đang đến với bạn đó, cũng có thể là họ thuộc cung lửa nhá, Bạch Dương, hoặc là họ thuộc cung lửa, hoặc là họ thuộc cung 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 nước như chị đã nói. Thì cái người này họ, khi mà bạn gặp họ, bạn cảm giác như kiểu là gặp từ rất là lâu rồi, có thể là từ kiếp trước, hoặc là thực sự là một cái tri kỷ của nhau á, và khi mà gặp nhau cảm thấy chia sẻ được rất là nhiều. Và thì thấy rằng là các bạn sẽ bắt đầu bằng cái mối quan hệ bạn bè trước, bắt đầu một cái mối quan hệ mà chia sẻ với nhau trước, và nó chính là một cái nguồn năng lượng rất là ổn định, rất là cam kết, rất là từ từ chậm rãi nhưng mà lại rất là có ý nghĩa đối với bạn trong khoảng thời gian sắp tới. Ok, yeah, và cũng có thể là bạn gặp cái người này rồi, bạn đang tìm hiểu cái người này rồi, sau cái khoảng thời gian mà bạn bỏ tất cả những cái, các bạn buông bỏ tất cả những cái nỗi đau ở đằng sau lưng của mình, chữa lành nó, chữa lành phát triển chính bản thân mình, thì bạn gặp cái người này, bạn tập trung lại vào chính bản thân mình thì bạn gặp cái người này, và hiện tại đang ở trong cái nguồn năng lượng của cái tìm hiểu về nhau, biết thêm về nhau, healing, các bạn healing inner child của mình, và sau đó là các bạn gặp cái người này là soulmate của chính các bạn. Ok, đó là tất cả những gì mà chị dành cho tụ hai. Cảm ơn các bạn tụ hai rất là nhiều đã đến với clip của chị ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã like, đã comment, đã subscribe, đã donate ủng hộ cho kênh của chị. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bây giờ chị sẽ đến với tụ ba. Mọi người đợi một chút. Quên uống nước vừa nãy khát. Ok, bây giờ chị sẽ đến với tụ ba. Tụ thạch anh hồng. Lâu lắm mới sử dụng đá thạch anh hồng để chọn tụ thì phải, chứ không nhớ rõ lắm, nhưng mà lâu lắm mới sờ vào cái cục này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ ba. Thông điệp ngay tại thời điểm này từ vũ trụ dành cho tụ ba. Thông điệp từ vũ trụ dành cho tụ ba ngay tại thời điểm này. Mọi người có muốn nhìn bé Moon? Bé Moon đang nằm trong một cái hộp. Thôi, bỏ qua đi. Ok, năng lượng của tụ, lời nhắn thông điệp từ vũ trụ dành cho tụ ba ngay tại thời điểm hiện tại.
thông điệp từ vũ trụ dành cho tụi ba ngay tại thời điểm hiện tại. Thông điệp từ vũ trụ dành cho tụi ba ngay tại thời điểm hiện tại. Thông điệp dành cho tụi ba ngay tại thời điểm hiện tại. Thông điệp dành cho tụi ba ngay tại thời điểm hiện tại. Cảm giác như tụi ba này sẽ là một thông điệp khá deep. Không biết là có đúng không, nhưng mà chỉ có một cái cảm giác rất là deep ở trong cái tụ này. Sorry mọi người, nếu như mà mọi người đợi lâu có thể tua tới phần chị đọc bài nhá. Mà chị đang cảm nhận để lựa chọn bộ bài cho mỗi tụ. Thông điệp từ vũ trụ dành cho tụi ba. Ok, sẽ xem tụi ba có gì. Yeah. Wow. Oh my god. Nguồn năng lượng rất là deep mà. Các bạn có 8 kiếm. Churchman. Nine of Pentacles. Four of Cups. Four of Wands, Page of Wands, Ace of Swords, Seven of Cups. Lại là cái nguồn năng lượng tắc nghẽn ở luân xa cổ họng. Cứ lúc nào mà chị cảm giác là chị không biết phải giải thích và không biết là phải đưa tất cả những cái ý tưởng trong đầu chi ra lời nói như thế nào, là chi sẽ có một cái cảm nhận rất rõ về cái việc là các bạn chọn tụ đó bị tắc nghẽn ở một nguồn năng lượng ở throat chakra, luân xa cổ họng. Ok, các bạn có một lần nữa four of water, four of cups. Các bạn đang nghi ngờ rất nhiều về cái chặng đường mà mình đi. Các bạn có hermit, các bạn có son of air, futility. Thì có một cái cảm giác là tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời, ở trong cuộc sống của các bạn chọn tụ ba đang bị thay đổi rất là nhiều. Hoặc là đang bị thay đổi theo cái kiểu là chững lại rất là nhiều, delay rất là nhiều, mọi thứ nó đang ngưng động rất là nhiều. Chính vì thế mà bạn cũng có thể là bạn có rất là nhiều, một là bạn không có một cái sự lựa chọn nào khác, hai là bạn có rất nhiều sự lựa chọn để thay đổi và để phát triển mới, nhưng mà bạn không biết là phải lựa chọn cái điều gì mới là đúng với mình. Và bạn đang tự hỏi bản thân rất là nhiều về cái hành trình của mình, bạn đang nghi ngờ rất là nhiều về cái hành trình của mình. Mặc dù tất cả mọi thứ nó đang ở cái đỉnh cao, thì cảm giác cái tụ này là cái tụ mà các bạn đã đạt được rất là nhiều những cái, hoặc là đạt được một số những cái thành quả cực kỳ lớn trong cái chặng đường của mình rồi. Tất nhiên là bất kỳ, chị lại nói đến cái vấn đề là nó chỉ là cái sự tạm thời thôi, và bất kỳ cái sự đạt được nào nó cũng là một cái chu kỳ tạm thời. Và chính vì thế mà các bạn nghi ngờ rất là nhiều về cái chặng đường tiếp theo của bạn. Các bạn không biết rằng là mình nên lựa chọn cái điều gì tiếp theo, các bạn không biết rằng là mình đã đang đi đúng đường hay không. Và chị nghĩ rằng là các bạn sẽ hiểu những cái gì mà chị đang nói. Nó sẽ có một cái cảm giác là khi mà các bạn ở trên cái đỉnh cao rồi, các bạn sẽ bị hẫng á.
tự nhiên các bạn cảm thấy hững, các bạn không biết rằng là mình làm gì tiếp theo. Có thể là bạn đạt được rất là nhiều thứ rồi nhưng mà các bạn không biết phải làm gì tiếp theo cả, hoặc là đây là một cái nguồn năng lượng của một cái người mà các bạn có rất là nhiều thứ trong tay rồi nhưng mà các bạn không biết phải làm gì tiếp theo cả. Cái linh hồn của các bạn, cái phiên bản thượng ngã của bạn, higher self của bạn đang liên tục kêu gọi, kêu gào một cái gì đó trong cái trực giác của các bạn. Các bạn muốn cống hiến một cái gì đó nó to lớn hơn, nó khao khát hơn, nó đam mê nhiệt huyết hơn và nó liên quan tới cộng đồng nhiều hơn, chỉ có thể nói như vậy. Và nó khiến cho các bạn cảm thấy một cái sự chững lại, một cái sự delay, một cái sự nghi ngờ rất là nhiều về cái hành trình của mình. Nếu như các bạn cảm thấy các bạn không hiểu, đang không hiểu chi nói gì, hoặc là không cảm thấy không liên quan tới câu chuyện của mình, thì chắc chắn là cái tụ này sẽ không dành cho những bạn, sẽ không dành cho các bạn ngày hôm nay. Thì hãy thông cảm cho Chi và đi sang một video khác ha. Nhưng mà Chi nghĩ rằng là những cái bạn mà chọn và liên quan tới cái tụ này thì các bạn sẽ hoàn toàn hiểu Chi đang nói cái gì. Các bạn đang có một cái cảm giác rất là hẫng và các bạn chờ đợi một cái điều gì đó nó đến với mình. Các bạn chờ đợi một cái gì đó nó đến cứu mình, chờ đợi một cái cơ hội nào mới nó đến với mình. Nhưng Chi phải nói rằng là có một số những cái ý tưởng đang ở trong đầu các bạn mà các bạn sợ hãi phải lựa chọn nó, sợ hãi phải làm nó. Có một số những cái ý tưởng ở đây, có một số những cái cơ hội ở đây mà rõ ràng là các bạn muốn làm nó. Nhưng các bạn liên tục hỏi mình cái câu hỏi rằng là liệu mình có đang mơ tưởng quá hay không? Rồi là nếu mình làm cái điều đó thì mình sẽ kiếm tiền từ đâu, hoặc là nó có vững chắc cho mình hay không, hoặc là có ai cần cái điều đó hay không, rồi cộng đồng có cần cái điều đó hay không. Bạn liên tục mình hỏi mình tất cả những cái điều đó, rồi nó có hiệu quả trong cái việc phát triển bản thân mình cũng như là hiệu quả trong cái việc là dành cho cộng đồng hay không. Tùy theo là bạn đang ở trong cái ngành nghề gì thì hành trình gì thì Chị không biết, nhưng mà Chị nói như vậy Chị nghĩ là mọi người sẽ hiểu. Và chính vì cái điều sự cái sự sợ hãi này nó khiến cho các bạn, mặc dù là các bạn có rất là nhiều những cái, thậm chí là nhiều hơn 4 năm những cái ý tưởng khác nhau, nhưng mà các bạn đều quy nó vào là cái sự mơ tưởng của mình, hoặc là cái việc rằng là mình chưa có đủ điều kiện để làm cái điều đó, hoặc là mình chưa có cái này, mình chưa có cái kia để làm cái điều đó. Và vũ trụ chỉ đang muốn nói với các bạn một điều là các bạn tự giam mình trong tất cả những cái suy nghĩ sợ hãi đó. Các bạn không biết ơn tất cả những cái, các bạn đang ở trong cái trạng thái rằng là tất nhiên là để đến với được cái chặng đường này và để đến với được cái lúc này là các bạn đã biết ơn rất là nhiều thứ có trong cuộc đời của mình. Chỉ là các bạn đang tự dối lòng mình và tự ở trong cái nguồn năng lượng của cái sự nghi ngờ cũng như là cái việc mà sợ hãi là mình không đủ giỏi và nghi ngờ chính cái khả năng của bản thân mình. Thì cái nguồn năng lượng này vũ trụ đang muốn nói với các bạn rằng là vũ trụ đang cố gắng gọi cho bạn một cái cuộc điện thoại. Hãy nhấc cái điện thoại đó lên. Hãy lắng nghe cái cuộc điện thoại đó. Nó đến từ chính cái inner voice, có nghĩa là cái tiếng nói bên trong của các bạn. Hãy tưởng tượng như là vũ trụ gọi cho các bạn một cái cuộc gọi từ chính bên trong cái nguồn năng lượng của mình. Ngồi thiền, hãy nhắm mắt lại, hãy nhấc cái điện thoại đó lên và lắng nghe xem là vũ trụ đang muốn nói gì với bạn. Vì chắc chắn là vũ trụ sẽ truyền tải một cái thông điệp rằng là bạn cần phải làm những cái điều đó. Nếu như bạn thực sự mong muốn làm những cái điều đó thì hãy làm những cái điều đó. Hãy làm nó như là các bạn đang vui chơi, hãy làm nó như là các bạn vẫn làm từ trước đến nay trong cái hành trình của mình. Đến với nó một cách không sợ hãi. Hãy làm cái điều đó, hãy lựa chọn từng thứ một. Nếu như các bạn đang có quá nhiều những cái sự lựa chọn và bạn không biết rằng là Chi đang nói đến cái sự lựa chọn nào, thì hãy lựa chọn từng cái một, cái gì nó pop up lên trong đầu các bạn ngay lập tức thì hãy thử làm cái đó ngay lập tức, rồi dần dần bước từng bước một đến với những cái sự lựa chọn tiếp theo trên trong cái quá trình phát triển của mình. Các bạn có chaos, bạn đang có rất là nhiều những cái sự hỗn loạn, những cái sự xung đột trong chính cái nguồn năng lượng của mình, đến từ cái ego và cái higher self. Cái phiên bản đích thực của các bạn, cái tiếng nói bên trong thì nó đang hối thúc các bạn làm những cái điều mà các bạn đam mê. Vì các bạn hoàn toàn được bảo vệ làm cái điều đó. Có thể là trong cái khoảng thời gian cũ, trong cái khoảng thời gian quá khứ, các bạn đã từng làm sai một cái điều gì đó, đã từng lựa chọn một cái điều gì đó mà sau đó các bạn cảm thấy hối hận á, mà đến bây giờ các bạn vẫn chưa tha thứ được cho bản thân mình á. Thì hãy nhớ rằng là nếu như không có cái trải nghiệm đó thì làm sao có bạn bây giờ.
làm sao bạn có thể ngồi lại kể cái kinh nghiệm của mình cho những cái người khác, chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình và rút ra bài học từ cái kinh nghiệm đó. Tất cả những cái trải nghiệm, nếu như bạn xóa nhòa đi tất cả những cái trải nghiệm và không bao giờ tha thứ cho nó á, và cố gắng xóa nhòa nó đi á, thì sẽ không bao giờ có cái phiên bản của bạn như bây giờ cả. Cho nên hãy tha thứ cho chính bản thân mình. Bạn hoàn toàn được bảo vệ để mà làm cái điều đó. Bạn hoàn toàn được bảo vệ để bắt đầu làm một cái điều đó, gì đó, cho dù đó là đến với một cái bộ môn nào đó mà các bạn chưa bao giờ nghĩ rằng là nó mình đủ khả năng làm cái điều đó, nhưng mà mình cứ có cái sở thích đó từ bé đến giờ. Tranh, vẽ, nhảy nhót, mở một quán cà phê, mở một quán bar, kết hợp với một người nào đó, làm một cái dự án nào đó vì cộng đồng, làm một cái dự án nào đó ngoài trời, ngoài thiên nhiên, hoặc là trong môi trường, hoặc là động vật. Đó là tất cả những cái gì mà chị nhìn thấy về những cái khả năng hiện lên ở trên những cái lá bài này. Kinh doanh một cái gì đó thiên về, hoặc là đồ gốm, hoặc là những cái gì đó mới lạ mà các bạn nghĩ rằng là mình không đủ khả năng, các bạn đang được bảo vệ để làm cái điều đó. Hãy tha thứ cho những cái sự, gọi là, các bạn gọi là sai lầm của mình ở trong quá khứ, nhưng chị không gọi đó là sai lầm. Kể cả bạn, các bạn đầu tư vào cái gì mà các bạn đã từng thua lỗ, hay là các bạn làm một cái điều gì mà nó chưa đến nơi đến chốn, hãy tha thứ cho bản thân mình cái điều đó. Bởi vì ở cái thời điểm đó các bạn chỉ có thể làm được đến đó, và ở cái thời điểm đó các bạn buộc phải học cái bài học đó để nó shape, để nó hình thành lên một cái phiên bản của bạn như bây giờ. Bạn hoàn toàn biết mình cần phải làm gì trong thời điểm này. Bạn hoàn toàn được hối thúc rất là rõ ràng là mình muốn làm cái điều gì trong cái khoảng thời gian này. Với cái lá Medicine Woman ở đây thì chắc chắn là cái điều mà các bạn đang muốn làm, ít nhất là nó mang một lại một cái gì đó dành cho cộng đồng. Có một cái ích lợi gì đó dành cho cộng đồng, hoặc là có một cái ích lợi gì đó trong cái việc chữa lành cho những người khác. Hoặc là có một cái ích lợi gì đó để mà từ cái việc mà bạn làm, bạn có được một cái khoản để cho bạn có thể đi làm một cái điều gì đó cho cộng đồng. Và hãy cứ từ từ nhẹ nhàng làm tất cả những cái điều đó thôi. Các bạn không cần phải là mở rộng nó ra, hay là không cần phải ồn ào với nó, hay là hãy êm đềm mà làm nó, hãy nhẹ nhàng làm nó. Ví dụ như nếu như bây giờ các bạn đang muốn làm một cái, đến với một cái nghề nghiệp mới, thì hãy tìm hiểu về nó. Hãy bước cái bước đầu tiên về cái chặng đường đó, đó chính là tìm hiểu sâu về nó, thử tự làm nó, thử tự tìm hiểu về nó. Hãy bước những cái bước đầu tiên như vậy để mà mở mở cái cánh cổng đó ra cái đã. Đừng có sợ hãi rồi là luôn luôn sống ở trong cái những cái suy nghĩ của mình đến cái mức mà các bạn không dám bước một bước nào về cái hướng đó cả. Đừng có vì cái việc là mình đã từng fail rồi, mình đã từng sai lầm rồi, cho nên là mình không được phép, đặc biệt không nghĩ về những cái thử thách mới nữa. Đừng làm như vậy. Bởi vì cho suy cho cùng thì cái cuộc sống trong một cái kiếp người của một người đó là cái sự trải nghiệm. Trải nghiệm từng giây phút một, trải nghiệm từng cái lỗi lầm một, trải nghiệm từng cái thử thách một, trải nghiệm từng cái hạnh phúc một, trải nghiệm từng cái nỗi buồn, cái sự thất vọng. Và tất cả những cái điều đó nó hình thành lên một cái con người, một cái phiên bản mang cái năng lượng chữa lành. Đó chính là bạn. Cho nên đừng sợ hãi. Các bạn đang rất là mong chờ cho cái điều này. Đây, rất là rõ. Rất là rõ ở trong cái lá này. Các bạn đang thực sự thèm khát, đam mê cho một cái gì đó mới. Có thể là một cái gì đó liên quan đến nhảy. Có thể là một cái gì đó liên quan đến nhạc, hoặc là bất kỳ một cái gì, một cái quyết định nào đó liên quan tới cái cuộc sống hoặc là cái sự nghiệp của các bạn mà các bạn đang được thôi thúc để làm. Hãy làm cái điều đó, đừng sợ hãi, đừng để cho mình sống trong sợ hãi. Hãy làm cái điều đó. Tất nhiên ở đây chị không nói rằng là cái kết quả của nó sẽ là 100% tích cực, hoặc là sẽ như bạn mong muốn. Cái chặng đường này khi mà được sắp xếp bởi vũ trụ, nó sẽ liên tục có rất là nhiều những cái bất ngờ xảy ra. Và cho dù đó là kết quả tích cực hay là tiêu cực, thì nó cũng là một phần xây dựng nên cái phiên bản của bạn, lên cái phiên bản đích thực của bạn.
hình thành trọn vẹn những cái mảnh ghép vào cái sứ mệnh linh hồn của các bạn. Vì thế đừng sợ hãi nó. Và cho dù các bạn có sợ hãi và trì hoãn nó đến thế nào thì nếu như nó meant to be và nó được định sẵn ở đấy rồi thì nó cũng sẽ quay lại vào bất kỳ lúc nào đó. Hoặc là nó cứ ở trong đầu của các bạn và nó cứ thôi thúc các bạn và để cho các bạn không yên. Lúc nào cũng khiến cho các bạn cảm thấy là rất ngứa ngáy và áy náy và rất muốn thử nó. Các bạn cũng có surrender, peace, change, transition, transition. Đây là nó giống như là một cái cuộc cách mạng ở trong cuộc đời của các bạn, ở trong cái chặng đường này, trong cái khoảng thời gian này. Hãy đầu hàng trước tất cả những cái gì. Đầu hàng ở đây không có nghĩa là mình từ bỏ và bỏ cuộc. Đầu hàng ở đây có nghĩa là chấp nhận những cái gì nó đến với mình, chấp nhận những cái gì nó ra đi và chấp nhận những cái gì nó đến, những cái sự thay đổi. Hãy trôi theo nó như một dòng nước, chảy qua tất cả những cái phiến đá mà nó lắt léo, mà nó gồ ghề nhất. Hãy chảy trong một cái trạng thái là ý nguyện sáng và tâm yên bình. Thì tất cả mọi thứ nó sẽ được trải ra một cách rất là tự nhiên và nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Chị biết rằng là nói thì có vẻ dễ, làm thì mới khó. Nhưng mà tin chị đi, chị đã với một cái người, với một cái vị trí mà ở thời điểm hiện tại có thể nói với với các bạn những câu này á, có nghĩa là chị cũng đã và đang ở trong cái tình huống đó. Thì bây giờ là nó rất là khó khăn và nó rất là mệt mỏi khi mà cứ phải đứng trước những cái quyết định, hoặc là cứ đứng trước những cái việc là à, mình phải làm gì tiếp theo đây. Rõ ràng là mình có ý tưởng rồi nhưng mà mình không làm được nó, và nó cứ ngưng trệ ở đấy. Mà tất cả mọi thứ nó là những cái mà nó đến với bạn vì một cái mục đích tốt đẹp hơn. Cho nên hãy thử sức mình với nó, hãy mạo hiểm với nó. Hãy trân trọng tất cả những cái vẻ đẹp của tất cả những cái sự thay đổi đó. Hãy trân trọng cái vẻ đẹp của cái sự thay đổi trong cuộc sống. Nếu như mà cuộc sống á, tất cả mọi thứ trong vũ trụ, trong trên trái đất này, đất mẹ hay vũ trụ, hay trong các bạn, hay là bất kỳ một cái gì nó hiện hữu ở đây, đều là năng lượng. Và năng lượng là gì? Năng lượng là sự thay đổi. Năng lượng nó là những cái hạt, và những cái hạt năng lượng nhỏ không bao giờ nó dừng lại ở một chỗ, nó luôn luôn dịch chuyển và nó luôn luôn thay đổi. Cho nên cuộc sống nó là cái sự thay đổi, nó là những cái chu kỳ liên tục. Và nếu như các bạn chống cự lại những cái sự thay đổi đó, có nghĩa là các bạn đang chống cự lại cuộc sống và cái hành trình phát triển của mình. Hãy trân trọng tất cả những cái vẻ đẹp của những cái sự thay đổi đó, và hãy coi nó, hãy lắng nghe cái tiếng vọng đến từ bên trong, cái sự thì thầm đến từ bên trong, những cái trực giác, những cái mách bảo đến từ bên trong, và sống trọn vẹn với tất cả những cái sự đam mê đó. Cho dù nó là cái gì nó pop up ngay trong đầu các bạn trong lúc mà các bạn đang nghe cái tụ bài này, thì đó chính là nó. 100% đó chính là nó. Hãy thử sức, hãy bước một bước với, tiến về gần hơn với cái hành trình đó. Và hãy trọn vẹn với nó, hãy sống trọn vẹn với nó. Hãy đừng để cho mình sau này hối tiếc vì mình đã không thử sức với nó. Hãy làm nó một cách, với một cái thái độ rất là nhẹ nhàng thôi. Với một cái thái độ cực kỳ là nhẹ nhàng, vui mừng, biết ơn khi mà mình có cái cơ hội, vẫn còn cái cơ hội và đầy đủ điều kiện để có thể làm nó bằng một cách nào đó. Bạn cũng có Earth Angel thì có thể là ở đây, như chị đã nói ngay từ đầu tụ bài, là có thể các bạn đang được thôi thúc để mà làm một cái điều gì đó cho cộng đồng, hoặc là môi trường, hoặc là đất mẹ. Hãy làm cái điều đó, hoặc là các bạn đang có cái sự thôi thúc để mà kết nối với đất mẹ nhiều hơn, mang lại cái nguồn năng lượng chữa lành cho đất mẹ nhiều hơn. Khi mà các bạn ngồi thiền ở trong thiên nhiên, ngoài cái việc là thiền nạp cái năng lượng từ đất mẹ để mà grounding, để mà tiếp đất, thì hãy đừng quên trao lại cái nguồn năng lượng yêu thương đến với đất mẹ bằng cái nguồn năng lượng từ bàn tay của mình, hoặc là từ cái cơ thể của mình, từ cái nguồn năng lượng của mình, từ trái tim của mình. Đó cũng đã là góp phần vào cái việc chữa lành cho đất mẹ rồi, kết nối với đất mẹ rồi. Cái thứ hai nữa là cố gắng, với một số bạn thì như chị thấy ở đây á, honor your beauty này, the physician này, the physician này, và có một số lá ở đây nữa, vừa nãy là chị có dơ lên á, four of wands, rồi là live your joy,
Có một số lá ở đây chị thấy rằng là các bạn đang được thôi thúc kết nối với âm nhạc rất là nhiều. Và action nữa, nhảy múa, âm nhạc hay bất kỳ một cái gì đó liên quan đến cái sự dịch chuyển cơ thể thì các bạn đang được hồi thúc để mà làm cái điều đó. Ở trong cái khoảng thời gian này có thể là các bạn đang thu bản thân mình lại với cái thế giới riêng của mình, đang bật cái chế độ hermit lên, đang bật cái chế độ mà đi vào nội tâm của mình, đang bật cái chế độ tìm câu trả lời đến từ bên trong. Còn nếu như các bạn đang chưa có thể bật cái chế độ đấy lên thì đây là một cái lời nhắn cho các bạn là hãy dành cái khoảng thời gian để lắng nghe từ bên trong. Và các bạn sẽ thấy rất rõ là trong tất cả những cái nguồn năng lượng mà các bạn đang mông lung đó, những cái sự lựa chọn, những cái mà mình đang nghĩ về nó mà muốn làm nó đó, thì có một cái điển hình nó đang thôi thúc các bạn mạnh mẽ hơn cả. Nó pop up lên trong đầu các bạn ngay trong cái lúc mà các bạn nghe cái trải bài này. Thì hãy lựa chọn cái điều đó để làm và dần dần giải quyết tất cả những cái sự đam mê còn lại, những cái sở thích còn lại, những cái ý tưởng còn lại. Hãy làm từ từ, từng bước một nhẹ nhàng thôi, đừng ôm đồm. Cứ bắt đầu từng thứ một, nhẹ nhàng làm từng thứ một. Bạn đang ở trong cái khoảng thời gian mà được bảo vệ để làm tất cả những cái điều đó. Được bảo vệ để tiến tới với những cái sự thay đổi lớn ở trong cuộc đời. Cái khoảng thời gian sắp tới cũng là một cái khoảng thời gian là có thể có một cái người nào đó sẽ nói chuyện với các bạn vô tình thôi, sẽ nói chuyện với các bạn, hoặc là một người bạn, hoặc là một người bạn mới, hoặc là một cái người mà thân cận ở bên các bạn, một cái người mà rất là thân ở bên các bạn, có thể là một người tri kỷ. Họ sẽ có một cái sự khuyến khích lớn hơn nữa đến với các bạn trong cái lĩnh vực này, trong những cái lĩnh vực mà các bạn đang muốn theo đuổi. Và họ sẽ có một cái lời khuyên nào đó mà làm cho các bạn thực sự là sáng tỏ ra tất cả mọi thứ. Hoặc là sẽ có một cái người mà họ cùng cái chuyên môn hoặc là cùng cái sở thích với cái việc đó. Và tự nhiên họ được thu hút về với cuộc sống của bạn, và bạn cảm thấy rằng là à đúng rồi, đây chính là những thứ mà mình đang tìm kiếm, đây chính là những thứ mà mình đang được thôi thúc để làm. Và chỉ có một cái cảm giác rất là lớn cho một số bạn ở đây, cụ thể ở đây là một cái nguồn năng lượng mà liên quan đến âm nhạc và dancing, nhảy múa rất là lớn ở đây. Thì đó chính là cái sự thôi thúc của các bạn. Ok, đó là những gì mà chị dành cho quận, à nhầm, đó là quận, tự nhiên nhớ quận 3, cũng có thể là có một số bạn ở trong này ở thuộc quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các bạn đang chơi ở quận 3, hoặc là sao đó, nhưng mà tự không biết tự tự dưng tại sao lại lại quận 3. Ok, group 3, tụ 3, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã like, đã subscribe, đã comment, donate ủng hộ cho kênh của Chi. Chúc mọi người một hành trình đầy năng lượng và vững tin vào cái con đường mà mình đã chọn, vào cái hành trình mà mình đang trải qua. Hãy nhẹ nhàng với nó, đam mê với nó, cân bằng với nó. Và đừng quên chăm sóc cho cái cơ thể vật lý của mình trong cái khoảng thời gian giao chuyển này ha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video lần sau. Về chủ đề gì thì Chi sẽ lắng nghe thêm những cái sự gợi ý của mọi người, cũng như là lắng nghe cái sự thôi thúc của Chi xem Chi được thôi thúc để làm chủ đề gì. Thì sẽ hẹn gặp lại mọi người vào một tuần tới, hoặc là bất kỳ lúc nào được thôi thúc để làm video. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.